อื่นๆหรือใหม่อะไรพี่โอ้ยโอ้ยละเป็นออสซี่muốn biến đi một cái giấy khác tôi tên là Đinh Tuấn Anh tôi năm nay 26 tuổi tôi đã trải qua 4 lần phẫu thuật về chỉnh sửa hàm ếch và môi sau 4 lần phẫu thuật đó thì đã khắc phục được khoảng 60% và hiện tại nó vẫn còn hỏng chút bằng đầu đũa khi khoảng trong ăn vẫn còn bị tặc và khi nói chuyện thì âm thanh khi tôi phát ra cũng bị thiếu âm gia đình tôi có 4 thành viên gồm bố mẹ tôi và em gái tôi không hề có dị tật gì khi mà tôi đi học bị một số bạn cá biệt trong lớp yêu chọc tôi cũng rất là ác ý là tình yêu bố mày dị tật hôm đó thì bạn đó có quàng tay của tôi và thích của tôi người bạn thân của tôi đã chứng kiến bạn ấy không kiềm chế được bạn ấy đã chạy ra và bẻ tay của bạn kia khiến cho bạn kia bị chặt khớp tay gia đình bạn ấy phải đến họp phụ huynh để bồi thường người bạn đó đã tạo động lực cho tôi giúp tôi đến trường và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ học tập của mình trước đây thì mẹ tôi cũng đã từng có ý định bán nhà để cho tôi làm phẫu thuật anh em họ hàng biết được thì cũng có nhiều người giúp đỡ và đã ngừng ý định bán nhà vì khoản tiền giúp đỡ đó cũng đã gần đủ vì bố mẹ tôi quyết tâm như thế nên là tôi sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mong muốn của tôi sẽ được thay đổi ngoại hình sẽ tiếp nối ước mơ làm ca sĩ bé của tôi sinh ra một đời này không ai được lựa chọn cho mình một ngoại hình tốt hay một cuộc sống tốt cả sẽ đi động viên những người như thế để cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn họ không bị cô đơn hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn tôi sẽ biết được câu chuyện của cuộc đời riêng tôi